Chào các em, học sinh lớp 10. Hôm nay trong clip này thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta một cái dạng toán là phân tích vectơ theo hai vectơ không cùng phương thuộc cái chương 1 hình học lớp 10. Thế đây là một cái chương mà các em lớp 10 khi bắt đầu vào chương trình cấp 3 thì gặp rất nhiều khó khăn trong việc là giải quyết các bài toán về vectơ. Thì trong video này thầy sẽ giới thiệu chúng ta hai bài. Ta đi giải quyết bài thứ nhất. Bài 1. Cho tam giác ABC gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB bằng 2 lần MC. Chứng minh rằng AM vectơ bằng 1/3 AB vectơ cộng 2/3 AC vectơ. Thì trước tiên thì để làm dạng này thì chúng ta sẽ vẽ cái hình ra cho dễ hình dung. Thứ nhất ta vẽ qua cái hình tam giác ABC. Ta vẽ qua cái tam giác ABC như này. Giác ABC. Rồi. AM trên cạnh BC sao cho MB bằng 2 lần MC, MB bằng 2 lần MC, vậy ta chia thành 3. BC thành 3 đoạn. Đó. MB bằng 2 lần MC, vậy M nó nằm đây. M nằm đây. Đúng không? MB bằng 2 lần MC rồi, ok, đúng rồi. Người ta yêu cầu là chứng minh rằng AM bằng 1/3 AB cộng với 2/3 AC. Hoặc là bài toán nó có thể là yêu cầu là phân tích vectơ AM theo vectơ AB và vectơ AC thì cũng như vậy thôi. Tức là chúng ta sẽ tìm cái biểu thức AM bằng 1/3 AB cộng với 2/3 AC. Thế ở đây bài này thầy sẽ sử dụng hai cách. Chúng ta sử dụng cách 1 trước này. Cách 1. Thế trước tiên thì ta từ cái thằng biểu thức từ cái thằng MB bằng 2 lần MC. Đấy. Thì chúng ta sẽ rút ra này, chúng ta nhìn này, MB bằng 2 lần MC thì chúng ta sẽ sử dụng cái vectơ này, BM sẽ bằng 2 lần vectơ MC. Đây, vectơ BM nó như này. Vectơ MC này cùng hướng luôn, đúng không nhỉ? Cùng hướng. Thì độ dài của vectơ BM nó gấp 2 lần độ dài vectơ MC, vì vậy thì ta sẽ có là BM vectơ bằng 2 lần gì? MC vectơ. Rồi ok. Đó, vectơ MC. Thế từ biểu thức này ta sẽ chứng minh cái AM, vậy muốn AM có AM thì ở đây chúng ta làm nào, ta chèn cái điểm A vào giữa cái hai vectơ này. Ta biến đổi cách này thì khi có vectơ rồi có một biểu thức này nó biến đổi rất là dễ thôi. Đấy. Thì ta sẽ chèn cái điểm A vào đây, chèn điểm A vào giữa này thì ta sẽ có này, ta có luôn đây, tương đương với chèn điểm A vào đây thì ta có BA vectơ cộng với AM vectơ thì bằng 2 lần, mà ngoặc ra ta có MA cộng với AC. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi thôi, tương đương với rất đơn giản thôi, BA. Đây BA đây đúng không? AM đây chuyển ta chuyển vế này, thứ nhất từ phiên nhân ra đã, BA cộng với AM thì bằng 2 lần MA cộng với 2 lần AC. Rồi. Tương đương với này, chúng ta chuyển vế sang AM trừ 2 lần gì? MA. Rồi bằng chuyển vế sang bên này, trừ đi BA cộng với gì? 2 lần AC. Tương đương với AM. MA vectơ thì bằng trừ AM vectơ, vậy trừ trừ thành cộng ấy, cộng với 2 lần AM vectơ thì bằng lấy trừ BA vectơ thì bằng gì? AB vectơ. Vectơ AB cộng với 2 lần vectơ AC. Rồi ok, xong. 1 cộng 2 là bằng 3, tương đương với 3 lần vectơ AM bằng vectơ AB cộng với 2 lần vectơ AC.
Rồi đến đây đơn giản rồi đúng không? Ta chia cả hai vế cho 3 thì ta sẽ được vectơ AM bằng 1 phần 3 vectơ AB cộng 2 phần 3 vectơ AC. Đấy, cách đầu tiên. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái biểu thức này. Để chèn điểm thôi. Đấy, biểu thức chèn điểm vào. Chèn điểm A vào để xuất hiện AB và AC. Đó, sau đó ta biến đổi một chút về mặt biểu thức vectơ. Đấy. Thì chúng ta sẽ được cái biểu thức cần chứng minh rất là đơn giản. Đấy. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai. Ta sử dụng cách thứ hai. Cách hai. Cách hai chúng ta từ hình vẽ này, chúng ta nhìn này, từ hình. Đấy. Nhìn đây. Thì tổng AM vectơ cách hai này ta có này. AM vectơ thì bằng gì? Bằng AB vectơ cộng với BM vectơ đúng không? Theo quy tắc chèn điểm hay quy tắc tam giác thế thôi. Bằng AB vectơ AB cộng vectơ BM vectơ AB cộng vectơ BM. Rồi. Tương tự như vậy. Đi theo con đường bên này thì ta có vectơ AM thì bằng vectơ AC cộng vectơ CM AM thì bằng vectơ AC cộng vectơ CM. Thế bây giờ chúng ta này, ở đây chúng ta đang cần phân tích theo AB và AC, tức là ta phải khử được vectơ BM, vectơ CM. Chúng ta thấy vectơ BM và vectơ CM là hai vectơ ngược hướng nhau. Ngược hướng nhau nếu như độ dài bằng nhau thì là vectơ đối và cộng với nhau sẽ bằng vectơ không. Nhưng tuy nhiên đây chúng ta thấy vectơ BM này này là có độ lớn gấp đôi hay gấp hai lần vectơ CM. Do đó là muốn cái vectơ CM này này có độ dài độ lớn bằng vectơ BM thì ta phải nhân cái biểu thức đây số 1 đây, số 2 đây. Nhân biểu thức số 2 với 2 ta nhân cả hai vế của 2 với 2. Rồi với 2 thì ta sẽ được là hai lần MA AM xin lỗi AM hai lần AM hai lần AM thì bằng hai lần AC cộng với hai lần CM. Đây là biểu thức số 3. Đấy. Thế ta lấy gì? Số 1 cộng số 3. Lấy 1 cộng 3. 1 cộng với 3. Lấy vế cộng vế đấy. Thì AM cộng 2AM thì bằng mấy lần AM? Đây, là bằng 3 lần AM. Bằng này. AB cộng với hai lần AC rồi cộng với BM cộng với hai lần CM. Đấy. Mà cái vectơ BM cộng hai lần CM thằng này bằng vectơ không bằng vectơ không đó. Vậy từ đấy suy ra ta có 3 lần AM bằng AB cộng với hai lần AC và chia thôi, lúc này AM bằng 1 phần 3 AB cộng với 2 phần 3 AC. Rồi ok, chúng ta đã chứng minh được. Đó, chứng minh được bài 1 rất là đơn giản thôi. Đấy, ta có hai cách để xử lý cái bài này. Rất là dễ đúng không nhỉ? Một cách ta chèn điểm, một cách là gì? Chúng ta khử, tức là biến theo hai con đường khác nhau. Người ta khử cái vectơ này đi. Đấy, thế này là bài số 1. Là như vậy. Tiếp tục ta sang bài số 2. Bài số 2 người ta cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của AB và D là trung điểm của BC. N là điểm thuộc AC sao cho đây có rồi, chúng ta vẽ hình cái nha, vẽ hình cho dễ hình dung.
Đấy. Ta vẽ hình thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn nếu vẽ được hình. Bài này thì vẽ hình đơn giản rồi. Nhưng có bài ta không cần phải vẽ hình đâu. A, B, C. M là trung điểm của AB, đây M là trung điểm đây. Điểm M đây. Đấy, điểm M. D là trung điểm của BC, D D. Đấy. N là điểm AC sao cho CN vectơ bằng 2 lần LA vectơ. CN với NA là cùng hướng đúng không? Thứ ba rồi. CN vectơ bằng 2 lần LA vectơ và N nó nằm đây. Đúng không? Rồi. Đúng nhỉ? Đây CN vectơ bằng 2 lần LA vectơ đúng không? Chuẩn rồi. Đấy, ok, chia 3 thì là thằng này lấy ô đây, đây chính là cái điểm N của chúng ta đây. K là trung điểm của MN. Đây là K. Rồi. Đó, K là trung điểm của MN. IA và chứng minh IA này. IA AK AK thì bằng 1 phần 4 AB cộng 1 phần 6 AC. À cái này chúng ta dễ dàng rồi. Thế K là trung điểm của MN thì ta sử dụng công thức gì? Trung điểm, ta nhớ công thức trung điểm là gì đây? Nếu như mà Y là trung điểm, Y là trung điểm của AB, M bất kỳ thì ta sẽ có là gì? MA vectơ vectơ MA cộng vectơ MB thì bằng 2 lần vectơ MI. Cái này chúng ta học rồi, ok. Ta phải nhớ được cái công thức trung điểm. Đấy, công thức trung điểm. Hay nói khác là có một công thức nữa là IB cộng với gì? IA cộng IB đấy. Bằng vectơ không. Đó, y trung điểm chúng ta phải nhớ cái này. Ok. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ sử dụng cái công thức trung điểm, có nghĩa rằng là ta đây K là trung điểm của gì? MN thì ta sẽ có là hai lần AM, hai lần A, xin lỗi AK. Hai lần AK thì bằng gì? AM cộng với AL. Được chưa? Rồi ok. Lúc này ta rút ra AK bằng 1 phần 2 của AM cộng với AL. Ok. Và lúc này ta có AM này mà AM hay vectơ ấy, vectơ AM thì bằng bao nhiêu? M là trung điểm, do đó nó bằng 1 phần 2 vectơ AB. Thế còn AN vectơ hay vectơ AN chính là bằng bao nhiêu? Đây AN vectơ đây. Thì bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 3 AC vector, 1 phần 3 AC vector, đúng không nhỉ? Đấy. Đây, 1 phần 3 đây. Thay vào thì ta sẽ có như sau. Thay lên trên thì ta sẽ có AK bằng 1 phần 2 nhân với AM đây, 1 phần 2 AB AN đây, cộng với 1 phần 3 AC, chúng ta thay biểu thức thôi, ở nhân vào là được thôi, bằng 1 phần 4 AB cộng 1 phần 6 AC. Ok, chúng ta đã xong cái ý, ý A. Tiếp tục sang ý B. Ý B người ta chứng minh KD 1 phần 4 AB cộng với 1 phần 3 AC, thì KD đây. KD cũng giống như vừa rồi thôi, KD ta viết theo hai con đường ý B này. Đấy, KD này, KD theo con đường này này, này K gì? KM cộng với MB cộng với BD là đường thứ nhất. Đường thứ hai là KL cộng với LC cộng với CD. Sau đó ta sẽ gì? À cộng với nhau, cộng với ta sẽ được này. Thứ nhất này. À ta có
KD vector bằng gì? KM cộng với MB cộng với BD. Đây biểu thức số 1. Mặt khác ta có này, mặt khác ta lại có KD thì bằng gì? Đi theo con đường này, KL cộng với NC cộng với CD. Đây biểu thức số 2. Được chưa? Cộng với vế, cộng 1 với 2. Đó, lấy 1 cộng 2, 1 cộng với 2. Lấy 1 cộng 2 thì ta có KD cộng KD là 2 lần KD. Bằng này, KM cộng với KN là một cụm này. Rồi cộng với gì? MB cộng với NC thành một cụm này. Cộng với BD cộng với CD thành một cụm. Đó. Đây, đang thành cụm. À, K là trung điểm của gì? MN, K là trung điểm MN, do đó KM cộng KN vector 0. D là trung điểm của BD, do đó là BD cộng với CD cũng bằng vector 0, do K và B à, D là trung điểm của thằng nào? Của thằng MN và BC, nên ta có KM cộng với KN bằng vector 0 và BD cộng với CD cũng bằng vector 0. Vì vậy ở đây chúng ta có này. À, tiếp tục ta phải biến đổi cái thằng MB và LC nữa. À, MB thì bằng gì? À, tiếp tục ta lại có này, ta lại có nha, ta lại có. Ta lại có này. À, MB thì bằng gì? MB đây, MB đây, vector MB đây. Thì bằng 1 phần 2 vector AB đúng không? Bằng 1 phần 2 vector AB. Rồi. Thế còn vector LC đây. LC đây. Thì bằng 2 phần 3 vector AC đúng không? Vector LC thì bằng 2 phần 3 vector AC. Vậy thay vào biểu thức thì ta sẽ có là 2 lần KD thì bằng, thay vào đây thôi, đúng không nhỉ? Thay đây, MB thì bằng 1 phần 2 AB, bằng 1 phần 2 AB cộng với nhiêu? Cộng với 2 phần 3. 2 phần 3 đúng nhỉ? Ok, đúng, 2 phần 3 AC. Rồi, ở chia cả hai vế cho 2 thì ta sẽ được KD bằng 1 phần 4 AB cộng với thằng này 22 hết, còn 1 phần 3 AC. Rồi, xong. Vậy ta sẽ chứng minh xong. Đó, rất là đơn giản. Ok. Đó. Thế này, cái việc mà chứng minh phân tích hai vectơ, một vectơ theo hai vectơ không cùng phương thì chúng ta phải sử dụng rất nhiều kiến thức. Đó. Vẽ hình để cho dễ hình dung, rồi sử dụng kiến thức liên quan về các vectơ cùng hướng và công thức trung điểm, công thức trọng tâm. Ta nhớ công thức trung điểm, công thức trọng tâm trong cái chứng minh vector rất là quan trọng, người ta sử dụng tương đối nhiều. Thì chúng ta lưu ý như vậy. Video này thầy chữa chúng ta hai bài. Các em nếu thấy hay hãy comment, chia sẻ, like rồi đăng ký kênh ủng hộ thầy. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.